Ừ, xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ đến với phần 2 của chi tiết phân Thì như các bạn thấy thì cái cách phương pháp này cực kỳ là rất là hay luôn Rồi liệu khi chúng ta thay fx bằng fx thì cách làm nó có tương tự không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu Rồi, trước hết thì mình sẽ ghi lại những cái gì để cho vào trong tờ giấy. Rồi, mình đầu tiên mình có là F1 bằng 0. Đây, đây chính là điều thứ nhất để cho. Điều thứ hai là tích phân từ 0 đến 1 của F phải x tất cả bình phương. Mình bỏ chữ dx cho nó dễ nhìn rồi bằng 7 và tích phân từ 0 đến 1 của F x bình Fx bằng 1/3 như thế này. Rồi, và này khác ở cái video trước của mình bởi vì sao ở đây có F phải ở đây có F thì cách rất là dễ. Chính là gì? Mình thấy cái là bình phương thì mình cứ giữ nguyên như thế này thôi mình không đụng vào nhưng cái nào có cái bậc nhất f(x) như thế này thì mình sẽ sử dụng phương pháp tích phân từng phần. Tại vì mình sẽ đưa nó về f(x) rất là nhanh luôn. Rồi bây giờ mình sẽ làm. Mình đặt lưu ý cho mình như sau: tích phân từ 0 đến 1 của x bình f(x) như thế này bằng 1 phần 3. Mình sẽ đặt u là bằng. Bây giờ mình phải đặt u là bằng f(x) tại vì sao? khi f(x) chính là những cái gì chúng ta đang tìm kiếm thì mình đang đặt u bằng f(x) và V của nó là bằng x bình dx như thế này thì mình sẽ suy ra được đó chính là gì du chính là bằng fx dx rồi và ở đây là dv nhé bạn rồi và v chính là bằng mình lấy nguyên hàm lên bằng 1 phần 3 x mũ 3 dx rồi mình chọn nguyên hàm này cho nó dễ rồi bây giờ thì bạn lưu ý cho mình như sau 1 phần 3 này chính là bằng cái gì là bằng u nhân v 1 phần 3 x mũ 3 1/3 x mũ 3 fx Rồi, cận là từ 0 đến 1. Mình trừ cho 1/3 nhân lại tích phân từ 0 đến 1 của 1/3 x mũ 3. Đây là f phẩy đây. 1/3 x mũ 3, 3 f phẩy x. Rồi. Thì mình đã có được là mình đã đưa về được f phẩy x như thế này rồi. Thì các bạn lưu ý cho mình như sau, 1/3 thì mình rút gọn với nhau cho nó dễ nhìn. Đây là 1 Chính là bằng cái gì? F3 mình thay cạnh ở trên cạnh 1 vào là F1. Mình trừ cho cạnh ở dưới lại là 0 luôn, rất là đẹp. Thì mình đây thì chúng ta đã sử dụng được dữ kiện là F1 bằng 0 như cái đề. Thì F1 bằng 0 rồi thì vậy cả cái cục này là bằng 0, chính là bằng trừ của tích phân từ 0 đến 1 đến mũ 3 F phải x. Vậy thì suy ra được đó chính là gì? Tích phân từ 0 đến 1 của x mũ 3 F phải x chính là bằng trừ 1. Đây, thì mình đã kết luận được cái này chính là bằng trừ 1. Vậy thì đến đây thì nó rất là giống như bài trước. Mình sẽ lấy tích phân trên chia tích phân dưới. Thì điều khác thì chính là bài trước là fx và bài này là fx. Thì mình sẽ suy ra được là điều gì? Thì mình sẽ lấy cái này, cái đề cho, mình chia cho cái ở dưới. F bình là hết, là còn f phải x. Chính là bằng 7 di trừ 1 là bằng trừ 7. Trừ 7 lần. F phải x là bằng trừ 7 lần x mũ 3 như thế này rất là đẹp f phải x bằng trừ 7 lần x mũ 3 rồi bây giờ mình bỏ qua cái đề mình làm tiếp tục nè rồi thì sau khi ta có F'x phải bằng chạy trừ 7 x mũ 3 ta sẽ suy ra điều gì fx sẽ bằng cái gì mình sẽ tính nguyên hàm của 7 trừ 7 x mũ 3 đó chính là gì trừ 7 phần 4 x mũ 4 cộng với lại c thì bắt buộc chúng ta phải có tham số c bởi vì bài toán đã cho dữ kiện f1 bằng 0 thì từ đó ta có thể tìm được tham số c nghĩa là sao f1 bằng 0 nghĩa là 0 chính là bằng gì thay số 1 vào trừ 7 phần 4 cộng với lại c thì ta sẽ suy ra được là c chính là bằng 7 phần 4 luôn và fx chính là bằng trừ 7 phần 4 x mũ 4 cộng với lại 7 phần 4 như thế này đây đây chính là hàm số fx ta đã tìm được như bây giờ như thế này đến đây ta rất là dễ đó chính là để bài cho cái gì thì ta chỉ cần bấm cái đó thôi xong đó chính là gì tích phân từ 0 đến 1 của cái này rồi thì bây giờ mình sẽ nhập cái tích phân của máy tính tích phân từ 0 cho đến 1 của trừ 7 phần 4 x mũ 4 Bây giờ mình phải cộng với lại bài phần tư như lúc nãy Bây giờ thì đây chính là kết quả của bài toán luôn Thì nó ra 7 phần 5 Thì chắc chắn là bản chính xác đây chắc chắn là phương án A Chứ bạn thấy thì phương pháp này làm siêu nhanh Và siêu dễ Không cần phải suy nghĩ gì nhiều Thì nó khác ở bài trước Đó chính là chúng ta phải xác định được Tích phân liên quan đến Cả hai cái tích phân để cùng liên quan đến Fx Hoặc cùng liên quan đến Fx Từ đó ta mới chia được còn nếu như nó khác nhau thì chúng ta phải sử dụng phương pháp tích phân từng phần để đưa về tích phân nó giống nhau. Bây giờ mình sẽ tiếp tục. Rồi bây giờ mình sẽ đến với bài tiếp theo thì bây giờ mình sẽ làm bài này nhanh hơn mình chút một tí. Rồi ở đây thì chúng ta cũng có là tích phân từ 0 đến 2 của f(x) và bên kia là tích phân từ 0 đến 2 của f(x) tất cả bình phương. Thì chúng ta phải đưa cái đầu tiên về f(x) nghĩa là sao ta có tích phân từ 0 cho đến 2 của f(x) chính là bằng 2/3. Đây là cái đề bài. Thì bây giờ chúng ta phải đưa về f(x) như sau. Đó là các bạn đặt cho mình chính là gì? u thì phải bằng f(x) tại vì sao khi ta tính du thì nó sẽ ra f(x) rất là đẹp dv là bằng một là bằng dx luôn đây để suy ra được đó chính là gì du thì bằng f phải x dx nhân cho v chính là bằng x luôn mình chọn như thế này cho dễ rồi để ra suy, suy, ra được mình viết đây cho nó nhanh luôn sẽ được là 2 phần ba để bên đây chính là bằng cái gì fx nhân x nhân với x cận từ 0 cho đến 2 trừ cho thích phân từ 0 cho đến 2 của f phải nhân x như thế này, rồi thì ta lại có rất là đẹp đó chính là gì? Cái này thay cạnh trên nó là bằng 2F2 F2 bằng 1, vậy 2F2 phải bằng 2, đúng không? 2 trừ cho, thay cạnh dưới là 0 thì nó hết, rất là đẹp rồi Rồi sau là tích phân từ 0 cho đến 2 của F'X Nhân với X bằng 2 phần 3 Vậy từ đây ta sẽ suy ra được Đó chính là tích phân từ 0 cho đến 2 của X nhân F x F'X chính là bằng 2 trừ đi 2 phần 3 là bằng 6 trừ 2 phần 3 là 4 phần 3 đây cực kỳ hay luôn đến đây thì ta có thể chia như bình thường nghĩa là sao mình lấy cái đề mình chia cái này thì ta ra được f(x) chính là bằng cái gì trên chia giữa là, ra hệ số là bằng 1 phần 2 nhân cho x 1 phần 2 x như thế này rồi thì bây giờ để ta sẽ tính khuyên hàm thì ta sẽ chia ra được là fx là bằng 1 phần 4 x bình cộng với lại C rồi bây giờ Ta sẽ sử dụng dữ kiện là F2 bằng 1 để ta tính C tức là sao F2 bằng 1 Ta sẽ suy ra được là F2 bình 1 chính là bằng cái gì 2 bình nên là 4 4 như 4 là hết rất là 1 rất là đẹp C và suy ra được là C bằng 0 vậy suy ra được là Fx chính là bằng 1 phần 4 của x bình phương thì đến đây những cái gì còn lại là chính là việc bấm máy tính mà thôi thì ở đây mà bài toán này cho là tính tích phân từ 0 đến 2 của Fx chia x bình vậy ta sẽ suy được là Fx chi trễ bình phương bằng 1 phần 4 rất là đẹp, 1 phần 4 Vậy đã chỉ cần bấm phân từ 0 đến 2 của 1 phần nữa là xong lưu ý cho mình mình bấm phân từ 0 cho đến 2 của 1 phần 4 đây, đây chính là kết quả cuối cùng ra 1 phần 2 và bạn chính xác đây chắc chắn là phần án d bạn thấy phép này làm cực kỳ hay luôn thì bạn nhớ đón xem phần 3 nhé, bởi phần 3 sẽ là phần còn hay hơn cả phần 2 này nữa các bạn thấy video của mình hay và hấp dẫn thì đừng quên đăng ký like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé tạm biệt các bạn